Dạ hai, Bảo Việt xin kính chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Rất là vui khi được gặp lại cô chú anh chị mình trên kênh của Bảo Việt. Dạ, đã có những hoài nghi cũng như là đã có những câu hỏi xuất hiện trên kênh Bảo Việt rất là nhiều. Với cái tài chính tầm khoảng 500 triệu đến 800 triệu, có những căn nhà pháp lý sổ hồng riêng hay không? Câu hỏi này Bảo Việt được ra rất là nhiều cô chú anh chị có quan tâm và hỏi Bảo Việt rất là nhiều. Và hôm nay sẵn tiện Bảo Việt quay clip này luôn, Bảo Việt xin chia sẻ với cô chú anh chị mình. Với tài chính 500 đến 800, cô chú anh chị mình vẫn mua được một căn nhà có pháp lý sổ hồng nha cô chú anh chị. Và điều đặc biệt ha, căn nhà mà Bảo Việt muốn giới thiệu hôm nay đến cô chú anh chị mình không những có pháp lý sổ hồng mà mình còn gần đường lớn nữa cô chú anh chị. Đây là tuyến đường tỉnh lộ 835B. Một hướng cô chú anh chị mình rẽ trái về quốc lộ 1A chỉ vỏn vẹn 500m. Và hướng tay phải này của Bảo Việt thì gia đình mình sẽ về quốc lộ 50, chỉ mất tầm khoảng là 5 đến 10 phút đi xe nha cô chú anh chị. Thì Bảo Việt xin giới thiệu chi tiết về tuyến đường tỉnh lộ 835B. Từ vị trí mà Bảo Việt đang đứng đây chỉ cách khu vực chợ Bình Chánh vỏn vẹn 2 km thôi. Và tuyến đường tỉnh lộ 835B này thì cũng đang chuẩn bị mở rộng mỗi bên vào 25m nha cô chú anh chị. Có rất là nhiều những anh làm bên công trường làm đường đang mở rộng đường nha cả nhà. Thì trước mắt của cô chú anh chị mình đang thấy nhà mình sẽ gần đường lớn và có một cái chiếc xe lưu ha, đang sửa đường rất là khang trang. Dẫn thẳng vào nhà của mình, từ đường lớn vào nhà chỉ vỏn vẹn 30m thôi. Cô chú anh chị mình đang thấy những hình ảnh của những chiếc xe tải ha. Nhà mình có thể vào đến nơi đi được xe ô tô cũng như là xe ba gác nha cô chú anh chị. Xung quanh nơi đây thì dân cư đã hiện hữu rồi, đường xá rộng rãi thông thoáng. Và địa chỉ nhà hôm nay thuộc khu vực xã Phước Lý, huyện Cần Duộc, giáp ganh với lại là khu vực Bình Chánh nha cả nhà. Những căn nhà ở đây thì đã được những hộ dân về ở và sinh sống hết rồi nha cô chú anh chị. Mình về đây cũng có hàng xóm luôn. Cấp thoát nước khu vực của mình rất là tốt. Và nhà của mình là đồng hồ điện riêng, nước riêng. Hôm nay Bảo Việt review cho cô chú anh chị mình căn nhà này đã có sổ hồng tách sẵn rồi nha cô chú anh chị. Nếu như gia đình mình xem clip này của Bảo Việt, nếu thích căn nhà hôm nay thì cứ nhấc máy lên gọi cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933 82 7963. Một mẫu nhà mái thái với thiết kế một trệt một lầu, có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, nhìn rất là hiện đại nha cả nhà. Xung quanh ở đây bán kính 300-400m trở lại thì chúng ta sẽ có chợ, trường học, ủy ban xã nè, siêu thị, các shop thời trang, rất là tiện lợi để gia đình mình nội trợ mua sắm. Và nhà của mình có diện tích là ngang 4 dài cho 8m. Và căn nhà hôm nay thì đã có sổ hồng rồi. Nếu như cô chú anh chị mình có tài chính 650 triệu thì gia đình mình mua căn nhà hôm nay thì cùng nắm tay Bảo Việt ra phòng công chứng mình sang tên luôn nha cả nhà. Nhà của mình thì cô chú anh chị mình thấy ha, sẽ có hai lớp cửa chính, một cái lớp cửa bốn cánh phía ngoài, có sơn tĩnh điện màu đỏ thể hiện cho một cái gì đó may mắn đón lọc vào nhà. Còn đường trước nhà của mình là một cái trục đường bê tông rất là sạch sẽ, rộng và thoáng mát nha cô chú anh chị. Dân cư nơi đây sinh sống rất là an ninh luôn cô chú anh chị ơi. Căn nhà này phải nói là một trong những căn nhà hiếm hoi còn sót lại có sổ hồng. Và nhà của mình thì được đúc thạch 100%. Và tường riêng, bóng riêng nha cô chú anh chị. Xung quanh nhà mình mặt dựng thì cô chú anh chị mình thấy đã ốp gạch đá bóng kiến rất là sạch sẽ. Lâu ngày gia đình mình có về đây ở ha thì cũng không sợ gông ghiêu bám vào tường. Bảo vệ cho căn nhà của mình thì sẽ có hai lớp cửa chính ha, một lớp cửa phía ngoài và một lớp cửa phía trong bằng sắt kết hợp với lại là kính cường lực bảo vệ cho căn nhà của mình rất là chắc chắn luôn. Và cốt nền nhà mình cao hơn so với mặt đường là khoảng tầm một tấc. Những ngày mưa lớn thì gia đình mình sẽ không sợ bị nước ngập. Ở đây cấp thoát nước rất là tốt luôn nha cô chú anh chị. Gạch lát sàn nhà của mình là gạch 60x60, đá bóng kiến, gia đình mình lau chùi vệ sinh rất là tiện lợi luôn. Căn nhà này của một người chị ha, do chị ở lâu ngày chị cũng đi lại khó khăn cho nên là chị đã ký lại cho Bảo Việt bán cho cô chú anh chị mình một cái giá rất là hợp lý luôn.
Chính vì thời điểm này bất động sản đang xuống giá, đang đóng băng, cho nên cô chú anh chị mình sẽ mua được căn nhà này giá thành rất là rẻ nha cô chú anh chị. Chứ thời điểm sốt thì gia đình mình sẽ mua những căn nhà như thế này có giá từ khoảng 850 đến cho đến là 900 triệu. Hôm nay cô chú anh chị mình mua căn nhà này là quá rẻ rồi. Nếu như gia đình mình còn thắc mắc một cái thông tin gì đó trên kênh thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ cho Bảo Việt trực tiếp qua số điện thoại 0933 827963 để rõ ràng những chi tiết cũng như thông tin của căn nhà hôm nay nha cả nhà. Và nhà của mình thì hai bên tường cô chú anh chị mình sẽ thấy ha, có tông trắng chủ đạo. Bên trên thì trần la phong dực hợp mà rất là cao gáo luôn cô chú anh chị. Lên cho mình là khoảng tầm 4 mét ha. Chiều ngang của nhà mình thì ngang 4 mét thì cô chú anh chị mình bố trí ở ngoài phòng khách một cái bộ ghế sofa để mình tiếp khách thì rất là ấm cúng cho căn nhà của mình. Kế bên thì mình sẽ có một cái bức tranh lụa 3D nè, có những cái chú ngựa ha, mã đáo thành công. Và trần la phong thạch cao của mình phía trên thì cũng có một cái quạt trần rất là mát mẻ luôn cô chú anh chị, để cho gia đình mình đón khách tiếp khách hoặc là mình tụ họp thành viên gia đình của mình mình ăn uống mình giải trí ha, thì cũng rất là mát mẻ. Và cặp bên khu vực phòng khách của mình là nhà bếp thì được ngăn cách bởi một cái vách tường đã xây dựng lên. Nếu như cô chú anh chị mình muốn thì mình có thể mình xây thêm một cái tấm nhựa PVC hoặc một cái tấm nhựa cắt CNC để mà ngăn cách giữa không gian phòng khách và không gian bếp, tạo cái tính thẩm mỹ cho ngôi nhà hôm nay nha cả nhà. Thì khu vực nhà bếp của mình được thiết kế theo hình chữ Y, tủ bếp dưới đã có sẵn rồi, được làm bằng tủ nhôm giả gỗ và mặt bếp được ốp là gạch đá bóng kiến. Phía trên mặt dựng thì cũng đã ốp gạch cho gia đình mình rất là sạch sẽ luôn. Cô chú anh chị mình nấu nướng không có sợ bám mùi, dơ tường nha cô chú anh chị. Lý do hôm nay thì căn nhà này được Bảo Việt review thì cũng được một người chị đã quan tâm kênh và liên hệ trực tiếp cho Bảo Việt ha. Cho nên là cô chú anh chị mình mua giá cả là khỏi sợ bị lầm luôn. Chị đang rất là cần bán gấp nha cô chú anh chị. Chị mua thời điểm sốt thì đã 7-800 rồi, hôm nay bán 650 triệu là cô chú anh chị mình mua đã lời rồi ha. Ở gia đình mình ở căn nhà này khoảng tầm 4-5 thành viên thì sẽ rất là hợp lý luôn cả nhà ơi. Đất của mình là thổ cư 100% nha cô chú anh chị. Gia đình mình nếu mà có sợ những vấn đề về pháp lý thì Bảo Việt sẵn sàng hỗ trợ cho cô chú anh chị mình đi test cũng như là soi test quy hoạch thoải mái. Bên dưới tầng trệt của mình thì cô chú anh chị mình thấy đang quan sát một cái nhà vệ sinh đầy đủ những trang thiết bị cơ bản luôn cô chú anh chị. Bây giờ tiếp theo Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình lên bên trên tầng lầu để mình quan sát những căn phòng ngủ phía trên ha. Dẫn lên tầng lầu của mình thì sẽ là một cái cầu thang đúc rất là chắc chắn luôn, và gạch ốp cầu thang của mình là gạch đá bông, tay vịn cầu thang được làm bằng gỗ cam xe. Nhà của mình thì rất là chắc chắn nha cô chú anh chị. Không gian phòng ngủ đầu tiên gia đình mình thấy rất là rộng rãi luôn. Khoảng chiếm diện tích là 15 m². Mỗi phòng mình ở được khoảng tầm 2-3 thành viên, rất là mát mẻ nha cô chú anh chị. Đèn phòng ngủ nè, rồi đường dây máy lạnh âm tường, lỗ ống đồng đã khoan sẵn cho cô chú anh chị mình rồi. Và đối diện với lại là ánh mắt của cô chú anh chị mình thì đã thấy một cái lớp cửa sổ ha, gia chủ tặng rèm cho mình luôn. Những căn nhà này thì Bảo Việt xin chia sẻ thật tình với cô chú anh chị mình là đối với thời điểm hiện tại thì rất khó để mình tách sổ hồng như cô chú anh chị. Chỉ có những căn nhà cũ thôi, gia đình mình tu sửa lại thì mới có là sổ hồng riêng. Cô chú anh chị mình đang quan sát căn phòng ngủ thứ hai, cũng rất là thoáng và rộng rãi luôn cô chú anh chị. Nếu gia đình mình muốn căn phòng ngủ của mình đẹp đẽ hơn, hấp dẫn hơn thì mình có thể mình dán tranh ảnh dán tường ha. Căn phòng này thì cũng có một cái lớp cửa sổ hai cánh ha, gia đình mình cần thì mở ra cho thông gió thông khí. Và phía ngoài là khu vực ban công nhà của mình, rất là mát mẻ luôn cô chú anh chị ơi. Căn nhà này cô chú anh chị mình mua là trong thời điểm hiện tại ha, là rất là rẻ luôn, 650 triệu là mình đã mua được một căn nhà với thiết kế một trệt một lầu, có hai phòng ngủ một nhà vệ sinh, diện tích là ngang 4 dài cho 8 mét. Thì căn nhà hôm nay là có giá là 650 triệu, là không phát sinh thêm một chi phí nào nữa hết nha cô chú anh chị.
gia đình mình đã xem rất là rõ thông tin rồi. Bán kính trong vòng 500m trở lại sẽ có chợ, trường học, ủy ban xã, cũng như là tất cả các tiện ích để cho gia đình mình nội trợ mua sắm rất là tiện lợi luôn cô chú anh chị ơi. Nếu như gia đình mình xem clip của Bảo Việt có những cái thông tin nào chưa đúng chưa phải thì rất mong cô chú anh chị mình sẽ thông cảm cho Bảo Việt nha cả nhà. Mỗi một ngày thì Bảo Việt sẽ luôn sưu tầm những căn nhà giá thành rẻ nhất, những căn nhà pháp lý đảm bảo để gửi gắm đến quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình cần nhà giá từ vài trăm cho đến là 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ thì gia đình mình cứ liên hệ trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại bên dưới màn hình 0933 82 7963. Và cuối video thì Bảo Việt xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý cho mình. Gia đình mình, cô chú anh chị mình nhớ nhấn một nút like cũng như là đăng ký kênh để luôn theo dõi những video tiếp theo của Bảo Việt, cũng như đồng thời luôn đóng góp ý kiến cho kênh để kênh của Bảo Việt càng ngày càng phát triển hơn nha cả nhà. Và bây giờ thì Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Xin tạm biệt ạ.